Chào mọi người nha, bữa nay đưa mọi người đi thăm vườn hoa nhà anh Thương. Anh Thương này anh trồng rất là nhiều hoa cúc. Đặc biệt là anh có trồng thêm cúc đầy đó nữa nha. Thì ví dụ như bên này là cúc pha lê nè. Thời điểm này là ngày mùng 8 tháng 11, cúc pha lê hay là cúc đầy đó đều được tắt đèn để vô nụ. Thì chậu cúc pha lê của ảnh nè, đây là trước mặt mình là chậu 50 nha. Chậu 50 mình thấy hiện tại bây giờ nó cao tầm từ mặt chậu đi lên tới mặt hoa là khoảng cỡ 90 phân rồi. 90 phân à, anh em thấy không? Ảnh cũng đã vô rằng lưới hết rồi. 90 phân mặt hoa của ảnh anh em. Anh thấy không? Cúc pha lê nha anh em. Ở đây là năm nay anh em thấy là cái dàn lá rất là nhiều, hộ nông dân ở quê mình năm nay người ta họ giữ dàn lá rất là đẹp. Đẹp. Thấy nhìn tùm đã không? Dạ. Mười ngàn hay là mười ngàn? Mười ngàn phải không? Anh em xem. Ở trong đây hả? Dạ. Cái này là cúc đó đó anh tắt đèn bữa nào vậy? 23 hả? 23 là do cái mình nó non chứ nó lịch trình là nó có thể làm. Dạ, nhưng mà em thấy bữa này nó bắt đầu nó xe ra nè đúng không? Đây cúc đầy đó nha anh em. Cúc đầy đó, đây là đây. Cúc đầy đó này là chậu được qua hứa nó chậu 50 nha. Nó cao khoảng cỡ 80 phân nè, từ mặt chậu đổ lên nè là 80 phân anh em. Đó, 80 phân. Anh này ảnh trồng được qua hứa. Cúc đó chậu 50 anh trồng từ đầu này, anh chạy tí tới cái chỗ đó chỗ đây. Đó, xong. mấy ông trong kia ông bán được giá ghê luôn nha anh, đúng không? Mà em thấy so với giang hồ thì không bằng, đúng không? Ý là mặt bông á mình thấy cũng không đẹp bằng, nhưng mà sao mà mấy ông bán được giá kinh nhớ biết. Bọn mấy trong bông đẹp là một phần, còn cái kỹ thuật người bón một phần nữa chứ. Kỹ thuật người bán nữa đúng không? Kỹ thuật người bón nữa chứ. Dạ. Bây giờ cái nấu của cậu là không có quan trọng là tiền bọn em nấu bao nhiêu nó đưa bao nhiêu. Này là chậu 55 hả? 55 thôi mừng. Chậu 55 á. Wow, chậu cúc này đẹp nè. Cái cúc đó là đẹp á. Chậu 55 nhìn cái nó khác hẳn so với chậu 50 này anh. Hả? Không, này. Khách hàng liền á. Bữa nay có người nào đi dạo hỏi chưa? Ờ, có hỏi rồi chứ, đưa bọn người đâu mà mình chưa bón. Dạ hả? Chưa bón là để cho bọn quay bắt rồi cho nó đồng qua hết rồi. Bón chưa. Đây là chậu 70 đúng không? Chậu 70 cái tàn đây đẹp nè, ha. Wow. Đó là kỹ thuật của mình cắm trai nó cắm bè. Dạ. Là chia mặt bông đúng không? Thấy nó cũng bụng ấy rồi nè. Già già ngọn á. Chữa rồi. Chữa rồi đúng không?
Năm nay anh trồng được khoảng bao nhiêu chậu 70 vậy? Năm nào cũng như năm nay. Nguyên cái đám này luôn. Nhưng mà nó phải là 105 ổn. 105 hả? Chậu. Đi cô đó. Ông nói phải vô một cô. Đi cô biết. Chậu đây đẹp nè anh nè, chậu đây em thấy đẹp á. Thì cũng có ổn kia ổn nọ thôi. Cái lùm xô mà nó được thấy. Nhưng mà đa phần là em thấy đẹp. Có chỗ này nó hư ấy sao nè. Gió ông đãi cái này qua cái là ấy từ từ nó lại cho mình cứ chỉnh lần, nó qua cái mặt lưới mình cứ chỉnh lần, bởi vì nó còn lên ít nhất gì cũng phải hơn 15 phần. Dạ. Dạ. Ít nhất gì cũng được hơn 15 phần. Quá đẹp luôn. Nói chung là ló là từ năm... vàng từ dưới lên tới đây. Ừ, năm nay giữ bộ lá công nhận. Nhưng mà đỉnh. Mà thế như vậy thì muốn như vậy thì phải trồng cái rễ cho nó đen đen. anh em không biết là anh em có theo dõi xuyên suốt cái video này không, chứ còn hồi mới trồng là cái rễ nó đen mà. Ừ, lúc đó rễ đen thật sự luôn. Mà anh em muốn đẹp là phải trồng rễ đen. Ông chủ nhà vườn bao cũng nói vậy đó. Cái này ít bữa sân cho nó màu xanh hả? Đẹp. Ít bữa sân cho nó màu xanh nó đẹp. Cần gì? Đây là không mà thấy ok đó năm nay. Nhưng mà sao cuối cùng bọn biết sao không? Sao anh? Nó bị mùa biết ngang, cuối cùng rớt còn đâu rồi. Đây ổn. Mùa biết là hình như đâu trước kia kìa. Không bị hết, có nhiều đốm ở dưới đây với nhiều này, nhưng mà cuối như cùng nó rớt ngang. Rớt khoảng đây. À. Bị rớt này. Bị rớt là nó tụt lại đây đúng không? Ờ, nó đâu có lên kịp. Dạ. Mà phương gáp bên kia thì ok, mà gáp bên đây nặng quá lên nó đâu. Dạ. Còn cái này bo ổn này thì bây giờ nó bị hồi nhỏ ngang muốn giục luôn, nhưng mà mày chết gì đó mày chết. Cái cây nó cũng tự chạy tét rồi nó bươn lên thôi chứ đâu có chăm sóc liền nó được gì đâu. Đúng không? Đúng. Rồi. Ừ, có ổn đây là gọi là anh em 50 cây là nó còn có 30 cây thôi rồi. Mà cuối cùng mà cũng lại hiện giờ mới là đẹp hơn cái ổn kia. Đẹp, nó điều á, điều. Đi bò ổn đó nó đất nó lại không kịp rồi. Là điều á. Hả? Điều. Nhưng mà nó lại không kịp, bây giờ tao đụng nó mập ù mà so cái đụ cô của mấy ổn kia thì nó không kịp. Bởi vì cái bè nó này mình nhìn nè. Dạ. Mẹ kia là con nhung mấp mau hết rồi. À. Đúng không? Đúng rồi. Mẹ kia mất bao ấy, mẹ còn hả đó. Dạ. Đẹp á. Ồ, năm nay đó cua thọ đó. Xuống coi thọ của chú Cảnh kìa. Trái kia là cái số giống mùa nhỏ trong kia, còn giống mình nhỏ đâu. Nhỏ trong đây nè. Nhỏ đó. À sao nó bán cái lại gì gớm vậy? Mua trồng nó hình như 100 cây cháy hết cái giảm để rồi sao lớn nó cháy tiếp lên thôi chị Phương. Dạ hả? Chị Phương nó dư ra hơn 14 ổn. Đây hả? À. Mà anh biết biết nào mà anh trồng cái thực dược mỡ lá nó to dữ vậy anh? Hả? Không, nó còn to nữa anh. Gớm vậy nè. Ông có cái bí quyết nào không chứ sao mà. Thôi nè, anh em xem cái lá này. Nó cứ như là lo nó lành nó phải to rồi nữ. Ý là có cái bí quyết gì không mà sao mình trong có cái tàu gọi là tàu lá luôn chứ không phải cái lá thực dược anh em coi nè. Cái gì thì từ gốc ra là phải bom mương thân. Dạ. Ừ. Đúng rồi. Nè, gốc ra là bom mương thân này. Bom mương thân á. Dạ. Thấy không? Đúng rồi. Ừ. Anh có bí quyết gì không? Không, mà nói chung là cái dược của tôi lấy quýnh trái nhỏ được mà. Không có cái góc dược đó là không biết. À, đó. Xem cái góc dược thử. Ui giời anh em coi nè. Góc của cái dược đó là không biết nó bô lớn rồi. Dạ. Wow, ôi. To như gần bằng ngón tay á hả? Có cây to hơn. Đúng thiệt. Cái cây đây to nè. Ừ. Cây đây cũng bản to này đó. Dạ. Đây nè. Cây to nè. Anh em thấy khiếp không? Phật Sumo. Trời ơi, cái này to gần bằng ngón chân cái luôn nè. Úi giời.
Hình như nó sùng gớm không? Nhưng mà không cho nó ăn nữa đó. Không cho nó ăn để ngát á, không cho ăn mượn hà rồi đó. Nha hả? Ngừng sớm quá vậy? Ngừng để đạp lại cát á. Dạ. Bỏ một liều phần. Hôm qua em có ra chỗ Hạnh Phúc. Úi giời, con trồng quá trời luôn. Lên đi. Nhìn hấp dẫn. Thọ ổng bả mình được bao nhiêu nè. Mấy ổng nè. Ổng dài 4 con trầm rưỡi ngọn ổng. Cho những mùa trời. Đẹp quá hả? Nó y như cái ụ nắm hả? Dạ chứ bây giờ bả còn bó kẹt nè. Chứ bả giỡn rồi anh thấy nó to lùng vậy. Dạ. Cuối cùng tre đồ ra là lắp hết. Tre là lắp hết chứ không còn nữa nè. Dạ. Dạ. Anh có trồng thực dược bên kia nữa mà đúng không? Ừ. Thực dược đi đỏ hả? À, thực dược đi đỏ nè, 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 cho lên nè. Ừ. Đói bụng hả? Ờ, à, hết thôi. Thôi, kết thúc cái video nha anh em. Thôi, chào tạm biệt anh em nha.